hay sao đẹp hơn hôm qua. Khép đôi mi lại rồi chợt nghe trái tim đập tăng tăng tăng. Phúng bôi rồi có phải rằng em đang yêu. Bỗng dưng thẹn thùng, ngồi cười một mình vu vơ. Sáng nào cũng như sáng nào, phải ngồi nhai mấy viên thuốc vậy nè. Không biết học đâu cái tính uống thuốc mà nhai gì đó. Ngu gì mà ngu dữ á. Rồi thì chiều chiều con bạn nó rủ đi ăn ốc. Nó nói quán này hot hit dữ lắm. Cũng gán lết cái thân già đi thử coi hot cỡ nào. Quán ngay dưới chân cầu luôn. Giá chỉ từ 29 cành, quá rẻ. Còn về chất lượng cũng khá ok so với tầm giá nha. Dân thích nhất là cái sốt bơ cay. Mà ai ăn được cay há gọi nha. Hải sản cũng khá tươi, mà cũng có con hổng tươi nha. Thì vậy đó, tùy nhân phẩm người ăn nha. Chứ về nào mà thấy ok đó. Hồi ôi coi kìa, kéo con Hào cái rộn cái đã gì đâu á. Đang ăn thì thấy bác này bán bánh. Bác bị tật ở chân á mọi người. Nhìn thấy thương lắm. Ai đến ăn thì nhớ ủng hộ chú nha. Ăn xong thì con bạn nó về có việc. Còn Jen thì quyết định ở lại làm thử thách đi cà phê một mình. Thật sự thì đó giờ Jen không bao giờ đi cà phê một mình. Rất là sợ cảm giác cô đơn luôn á. Rồi thì vừa vô quán thấy cái biển báo. Coi chừng đạp con cọp. Hồi ôi sản hồn nhìn xuống. Gọi là cọp dữ chưa bà. Mà nói chung quán này đề co cũng khá là lạ. Mọi người tự nhìn nha. Chứ Jen không biết diễn tả sao hết trơn á. Cũng có chỗ để check in Noel đồ nè. Hôm đó Jen uống nước gì Jen cũng quên rồi. Nói chung là cũng tạm tạm thôi nha. Chua chua ngọt ngọt thơm thơm mà ngọt kiểu hóa học quá à. 5 điểm nha. Rồi thì tới cái khúc tuổi thân đồ nè. Công nhận bồ mấy bà này nhiệt tình ghê. Mà có điều chụp hình xấu quá. Thấy là ghét ghét rồi đó. Rồi thì xoay qua bên phải. Thấy bạn bè người ta tụm 5 tụm 7 nói chuyện cũng vui á. Không hiểu sao tự nhiên cũng thấy không ưa luôn. Thôi đi về chứ ngồi đây nữa hồi khóc á. Rồi trên đường đi về thấy phở thèm quá. Cũng đá nhẹ ăn tô luôn. Ta nói nghe thịt bò đầy ắp quá ngon đi. Ăn xong tô phở thấy cái hũ bánh tráng kìm làm không nổi đi. Đá nhẹ một ống nữa. Hồi ôi coi nè, rồi sao giảm cân đây. Thôi ăn xong cuốn này lên tẩy trang dưỡng da đây. Để đỡ cắn gứt lương tâm chứ không gì. Mà dạo này Jen chăm uống collagen vitamin các kiểu là nhờ cái hộp này nè. Tiện cho những ai uống nhiều loại mà nhiều ngày nữa. Jen đang dùng cái loại trắng da và giảm béo mỡ bụng của DHC nè. Hiện tại trắng da thì cũng chưa thấy rõ. Tại Jen mới dùng nửa hộp à. Còn giảm béo mỡ bụng là ok nha. Jen dùng một gói mà giảm 2cm bụng á. Mấy em này Jen mua trên sàn lọ á. Mà 12 tháng 12 có chương trình mega sale nè. Mấy bà tranh thủ đi nha.